Vì vậy khi chúng ta phun lên cái cây cỏ đó, thì ngoài cái việc cái lá cỏ nó thẩm thấu vô và nó sẽ chết cỏ, thì cái lượng nước dư rớt xuống nó sẽ hút ngược trở lên. Vì lý do hút ngược trở lên mà nó lưu dẫn trong cây, mà chúng ta thường hay gọi cỏ này là cỏ lưu dẫn. Và nó lưu dẫn từ gốc lên nên nó là chết tận gốc. Vì vậy nó thường có những cái câu slogan như thế này để cho quý vị chúng ta nhớ rõ về sản phẩm này. Thì cái việc mà nước nó rụng xuống đất và cái cỏ nó hút lên á, thì chúng ta phải lưu ý một điều rất là quan trọng, đó là cái cây mình ở gần nó sẽ bị hút luôn cả cái thuốc. Vì vậy mà loại thuốc cỏ này chúng ta không được gần cây trồng. Nếu chúng ta lưu ý đó là nếu mà chúng ta sử dụng cái loại cỏ này hữu hiệu nhất là khi chúng ta dọn rẫy, chúng ta phun thì hấp chết hết tất cả các loại cỏ trong ruộng lúa cũng trong cái khu đất của mình. Và đặc biệt khi chúng ta làm lúa đó, hay làm lúa mà chúng ta thấy là lúa rầy, lúa chét không có thuốc gì trị được hết trơn á, thì chỉ có cái thuốc này thôi. Xin mời em Tùng lên để đi gieo mẫu cho mọi người nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ là thuốc trừ cỏ đi quá. Cái thuốc này có một cơ chế tác động qua lá thôi, nó làm diệt tất cả các diệt lực tố của thực vật, tức là màu xanh của cây trồng hay cây cỏ gì nó cũng diệt hết trơn. Vì vậy mà chúng ta phun cái này thì không có sợ mà lượng nước dư rớt xuống. Thì chúng ta biết là lượng nước dư mà rớt xuống á, thì nó phân hủy ngay, nó tiếp xúc với đất là nó phân hủy ngay, nó không có làm cho cái rễ hút lên. Nên chúng ta có thể xịt gần cây chanh không sao nha, cái thân cây chanh màu xám cũng không sao luôn. Nhưng đương nhiên là chúng ta đừng xịt thẳng vô cái cây rồi, nếu mà nó lỡ da lên tí xíu thì cũng không sao. Và thuốc đi quát này rất là phù hợp cho chúng ta xịt ở vườn cây, vườn rau, nhưng không được xịt trúng lên cây trồng. Và hiệu lực của thuốc này, tất nhiên là trở lại cái hình kia đi con, hiệu lực của cái thuốc này nè, 20 ngày nhé. Nếu chúng ta phun nó mà làm đất tới sau ngày trồng thì phải 20 ngày mới được trồng. Còn hiệu lực của đi quá tiếp xúc vào đâu thì nó hủy diệt màu xanh cái nó, còn lại rớt xuống đất không có ảnh hưởng gì nó, ít gì nó bị tiêu hủy. Chúng ta thấy hai cơ chế tác động này để chúng ta áp dụng vô cái vườn cây của mình cho nó đúng nha, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cây trồng của mình. Rồi trong cái bài gửi của chi cục gửi về cho Bích Thủy về cái quy trình trồng chanh á, thì Bích Thủy thấy có một số cái sâu bệnh mà chúng ta cần phải quan tâm. Đầu tiên là con sâu gì dễ bùa, con sâu dễ bùa, con sâu ăn lá, con sâu ăn đọt non gì chúng ta cũng phải cần trị. Mà phải nói là con sâu sâu mà xanh xanh trên cái cây chanh nó rồi nó ăn lá kinh khủng luôn. Chỉ cần qua một đêm mà chúng ta không có kiểm soát là có thể nhận sao là trụi lưỡi luôn, đúng không? Thì cái con sâu này thì chúng ta diệt nó bằng cách như thế nào? Chúng ta sẽ dùng sản phẩm hot nhất, sản phẩm hot nhất. Và bây giờ Bích Thủy xin được gửi tới quý vị nha hai bài liên tục luôn nè. Bài thứ nhất là điện bắt sơn trà để nói về cái sản phẩm trừ cỏ. Bài thứ hai là lý chim xanh nói về sản phẩm hot nhất do ca sĩ Bích Phượng phụ trách. Xịt mắt nước đây là tên thuốc, thuốc chuyên dùng gì có dài thái quang, vì cỏ tận gốc luôn nè. Glus là tên hàng thuốc cỏ ăn đông, quả chất là tên Glyphosinat là nhẹ, nhưng không xịt lên cây trồng, vì cỏ thật nhanh, chất lượng cao. Chị Phượng nhắc giùm em bài sản phẩm hot nhất nữa nhé. Sâu xanh, sâu lá, sâu tơ, rồi là sâu keo, tôi đây đã dùng hot nhất, bọn sâu tiêu đời. Hàng hot nhất vẫn luôn tự hào là hàng tốt mới đó nhé, xa gần nghe tiếng dùng thử, con sâu nào nó cũng tiêu. Anh nhớ nha, nhớ không được sự lên cây trầu nha, bởi vì cây trầu là sẽ bị ảnh hưởng bởi các thực phẩm đó nha. Rồi bây giờ chúng ta qua sản phẩm trừ sâu đi. Tại sao các vị lại nói là mới? Bởi vì là gốc Dinupin là gốc mới nha quý vị. Dinupin cũng gốc mới luôn. Một cái là để diệt sâu, còn một cái là để ung trứng. Bởi vì chúng ta biết rồi, một con sâu chỉ làm rầu rồi canh thôi, chứ không có làm rầu nổi cái vườn chanh của nhà mình. Nhưng thế hệ thứ hai tức là ổ trứng của nó, 50 trứng, 100 trứng, một con đẻ xay gì vậy đó, là có thể làm bánh luôn cái vườn chanh nhà mình. Nên chúng ta sẽ con sâu rồi chúng ta phải ung trứng nó luôn. Đó là sản phẩm hot nhất. Rồi bây giờ một sản phẩm 3 trong 1, vừa sâu vừa rầy vừa nhợ nữa, đó là sản phẩm Big
sân. Ta đi mua bánh sân dùng ngay, trước kỳ sau chết ngay con này. Có anh ông tập đoàn danh tiên, hàng tốt chỉ nhờ dạy sâu ăn trai. Dùng bích xanh cho ruộng lúa đầy bông, cây trồng đặng hoành. Bích xanh của anh ông dùng nhiều mọi thu. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta trở lại cái sản phẩm bích xanh của mình là gốc tên Vegan Green Prostate. Như Bích Thiện nói với quý vị rồi, công ty Nam Nông là công ty tư nhân nhưng mà đưa gốc thuốc vào trong danh mục sớm nhất cũng là tập đoàn Nông góp phần rất nhiều. Thì Bimbrimosupe và Cofetigrat là gốc mới của chị đã đưa vào trong danh mục. Hai cái gốc thuốc này mới còn lại với nhau thì sức công phá của nó rất là dữ dằn những cái gì. Như vậy nó mới diệt được con sâu và con nhện. Tuy nhiên con nhện và con sâu, con nhện và con này vậy đó, thì nó là bộ sâu, nó là bộ côn trùng chứ không phải bộ sâu bọ, nên nó có khả năng kháng thuốc rất là nhiều. Như vậy khi chúng ta phun con nhện và con rầy ở cái tuổi nhỏ bằng bích xanh thì được, nhưng tuổi lớn thì chúng ta phải sử dụng thuốc đặc trị. Bây giờ con rầy, thuốc đặc trị là gì? Con rầy ở trên cái cây này thì chúng ta thấy rằng là con rầy trên cây này là rầy con rầy nhảy. Rồi bây giờ rầy chọc cánh, và bây giờ con nhện ở đây thì là con nhện trên cây chanh của mình thì được báo cáo là con nhện đỏ, con nhện trắng. Thì chúng ta có thể sử dụng thuốc bích xanh và có thể sử dụng thuốc Newsan là siêu nhện. Siêu nhện ra được luôn. Được không? Được, nghe nè. Con nhện làm cho ruộng vườn thất thu, có Newsan cứu tính cho ruộng vườn. Đừng có lo gì luôn, nhớ về anh ông cũng đừng bỏ quên đi hại những tin siêu nhện. Chỉ một lần xài thôi, mãi mãi tìm Newsan là con số tam đó. Hai phút bọn nhện giật cái hát tô. Quên. Trời ơi, cái đại nhạc hội ai cũng chịu bỏng hết, cái miệng bóng bự lắm, hát tô bự lắm. Hát tô hay lắm, em đúng thôi. Hay là bây giờ hát ra tặng bà con một cái số đi. Có nghĩa là Tấm Tuấn vừa hát ra một số, bà con nói kinh luôn, con đi vô rồi, anh còn thôi nha. Để cho bọn bán thuốc bổ nhiệt bây giờ. Ở dưới quê làm ăn mà không khá, tôi lên Sài Gòn tôi bán chuối chiên trời 60 nguyên, 60 nguyên rồi cờ ra 60 mấy vậy ai chơi chưa đây. Ở dưới quê ngay quỹ ban nè, bán chú chim, con cháu tụi mấy đứa gán ăn bị nổi bụng quá đuổi đi chỗ khác luôn. Trời ơi, ta lên Sài Gòn ta làm kỹ sư bác sĩ gì, tự nhiên lên Sài Gòn bán chú chim, ta nói thì quỹ sư cho cái quầy bán chú chim đây luôn đi. Trời ơi, thôi bây giờ chúng ta trở lại với chương trình, cái bản sản phẩm siêu nhận của mình là gốc Terifeminrat là gốc trị nhận, đặc trị. Tại sao Bích Thủy nó đặc trị? Bởi vì là khi mà chúng ta dùng bích xanh thì nó còn nhỏ, nó sẽ có thể chết được. Nhưng khi nó lớn lên thì nó là bộ sâu bọ, nó sẽ là kháng thuốc rất là nhanh, nên chúng ta phải dùng thuốc đặc trị. Bích Thủy ví dụ như ta là bụng gió hơi, mua paracetamol cũng không hết nha. Nhưng mà nếu mà đó là đau bao tử hay đau bao tử thì dùng thuốc kháng đặc trị. Thì nó đặc trị có nghĩa là nó chuyên trị về cái vấn đề đó. Đó là về vấn đề con nhện trắng và con nhện đỏ trên cây chanh của mình. Còn buprofen chúng ta rất là quen thuộc với bạn nào làm lúa. Buprofen tức là bắp lao an nông. Và sản phẩm này là sản phẩm côn trứng. Lúc nào cũng vậy, chúng ta phải nhớ là cái con thằng trùng á, nó chích thuốc rồi nó sẽ để lại cái di chứng mà ghê gớm nhất đó chính là ổ trứng của nó, là chúng ta phun luôn ổ trứng đó để tiêu diệt nó. Rồi bây giờ một con dịch hại nữa mà chúng ta thấy bích xanh có thể xử lý được đó chính là con rầy. Và trong cái bài báo cáo này thì là đó là con rầy chậm trắng. Rồi bây giờ xin mời chị Bích Phượng với bài hát được mang tên Chiều Chết. Lý Qua Cầu. Thường xuyên ta phải đi tắm giường, tình rằng siêu chén thiệt là hay, ai nấy cũng đều khen. Tập đoàn An Nông đã làm ra thuốc tốt diệt rầy, để cho cây trái đơm bông và dương sắc tốt. Ta nhớ phun đúc liều nha, để cây trồng nằm trái bông.
thì có cái, nó là một hạt rầy nhỏ, chiều dài khoảng 2.5 đến 3 mm, cánh dài màu xám và có một cái vệt trắng dài từ đầu đến cuối. Ấu trùng nó hình bầu dục, dẹp màu xanh lục nhạt, xanh màu vàng ở cái tuổi nhỏ, và con rầy đẻ trứng trên mặt lá non hoặc rải lá trên chồi. Trứng từ 3 đến 7 ngày sẽ nở. Ấu trùng 5 tuổi phát triển từ 11 đến 25 ngày. Dòng đời con rầy kéo dài từ 18 đến 40 ngày. Đặc biệt con rầy này sẽ phát triển mạnh vào đầu mùa, tức là giai đoạn này. Chúng ta sẽ dùng siêu chết, bởi vì siêu chết có cái gốc nitemiram. Nitemiram là cái gốc mà công ty Nông đưa vào trong danh mục đầu tiên. Và sản phẩm này nó sẽ diệt không chỉ con rầy chống cánh, mà con rầy nâu, con rầy xanh hay trắng trên cây sầu riêng, và con và những con nào có tính chất là chích và hút nhựa. Chúng ta nhớ nha, chích và hút nhựa. Và tất cả những con mà chích và hút nhựa thì nó luôn luôn mang một cái tính chất là để lại một cái di chứng làm cho cây của mình nó có cái vết bệnh và nấm bệnh sẽ tấn công. Và con rầy chống cánh này ngoài cái việc nó chích thuốc cái dinh dưỡng ra, thì một cái đặc điểm mà chúng ta sợ nhất đó là nó là người mang cái mầm bệnh, người ta gọi là vi khuẩn di truyền bệnh tên là Lindenotracker. Thì sản phẩm thì cái loại bệnh này nó làm vàng lá và gân thì xanh, hay còn gọi là greening là màu xanh liên tục ấy. Như vậy của chúng ta phải diệt con rầy này để ngăn chặn cái việc xâm hại của nấm bệnh Lindenotracker. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thuốc siêu chết, hoặc là chúng ta thấy là ấu trùng của nó nhiều, và ở đây theo bài báo cáo này thì ấu trùng nó sẽ tẻ rải ra tận mặt lá và chồi non, thì chúng ta sẽ dùng buprofen. Thật ra là cái siêu chết trong đây nó có diclofen và cũng bung trứng rồi, nhưng mà chúng ta muốn diệt ổ ấu trùng nó tốt chứ chúng ta dùng buprofen, tức là ấp lao mong còn những đê ga 909.04%, và chúng ta sẽ phun đều trên cái tán lá non để khử tất cả các ổ trùng của nó. Rồi bây giờ chúng ta đã nói qua thuốc trừ sâu rồi ha. Bây giờ mình sẽ nói về con ruồi vàng. Con ruồi vàng, bởi vì con ruồi vàng cũng là một trong những tác nhân gây hại cho trái chanh của mình rất là nhiều. Và bảy ruồi vàng của tập đoàn Nam Đông, chúng ta thấy có một cái chai của trà bá, cái chai gì các bạn biết không? Thức ăn của ruồi vàng gọi là protein. Thì con ruồi vàng nếu chúng ta chỉ đeo thuốc không thì cái con ruồi đực nó nhảy vô thôi. Còn con ruồi cái nó khôn hơn, nó không nhảy vô nha. Dù nó có mùi thơm. Bây giờ đã một cái sáng chế mới cho thức ăn ruồi vàng là ghép những cái mùi hương rất đặc biệt của những loại trái cây chín và pha vô thuốc, thế là con ruồi đực và con cá đều nhảy vô bất trơn. Và cái bể ruồi vàng này một điều lý con thể và stress mà chị thương thích với tiếng Anh ca sĩ Khánh Vân. Trời ơi, tôi bởi vì cái ông này nè. Không phải vì sao, tại vì đi vô cái vụ này ở nông dân cho 60 bệnh luôn á. Trời ơi, bơi đâu ra thì nhảy cái chanh hả? Chanh. Trời ơi, không sợ ông hát cho ông mất phẩm. Chanh quýt nho bưởi táo, dâu cái mặn sầu riêng, trái cây nai trúng mùa, cảm ơn ngàn năm tập đoàn. Bảy ruồi vàng đặt nhai, tiêu đời ruồi vàng rồi nhé. Số chanh này là không bị ruồi đực, không bị ruồi cái, mà bị con ruồi bê đê nó xử lý. Trời ơi, con ruồi bê đê, sao không biết ruồi bê đê? Con ruồi đực ta bay, dèo vào đó, ruồi đực đi nhưng cái ông tụt rồi đó đi nhẹ. Còn ruồi cái ta bay rất là nhẹ nhàng bay, bay, còn ruồi bê đê nó bay như tôi. Nó bay như tôi. Tôi nghĩ ông cứng cái già đổ bóng này. Các bạn biết không, thì bảy người già của bạn... Dạ, cho anh xin mình quý ban đội. Trời đất ơi, em sợ không phận không ạ. Nè các bạn ơi, đây là cái bảy người già của tập đoàn Hoa Cái Bảy này, chúng ta mua một lần và sử dụng lâu ngày. Và bây giờ chúng ta trở lên với lại cái hình ảnh của ruồi vàng nè. Hình ảnh của ruồi vàng. Đây, khi chúng ta treo á, chúng ta pha thuốc vô thì nó màu xanh xanh vậy nè. Xong con ruồi vàng nó đậu nhiều, chúng ta nhớ vừa tầm mắt thôi. Bởi vì cái mùi hương nó sẽ hút con ruồi vàng, chứ không phải cái treo trên cao tốt nhất trên.
người già nữa nha, không cần treo ngang tầm mắt, tránh ánh sáng mặt trời và tránh nước mà gió nó đàn nè, cái bẫy nó làm giăng nước ra ngoài. Thì bẫy người già tập đoạn năm là một trong những bẫy người già được ưa chuộng về rất là dễ dàng sử dụng. Thì trong bản báo cáo có chuyện đấy không có con rệp sáp. Rệp sáp cái gì biết rất là khó trị, ngày xưa có cái mô cá cọc lắm thì bây giờ trắng rồi. Bây giờ hiện nay rệp sáp gần như chưa có một hóa chất nào để diệt trực tiếp được, bởi vì nó nằm trong cái bao mà cái bao không có sáp, chúng ta phun vô nó không ăn, không ăn thuốc vô trong. Bởi vì nên bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Dixon cộng với DK999 khi chưa có trái chanh nha, chưa có trái. Đây, hai cái này cộng lại với nhau. Tại sao chúng ta có sự có mặt của DK? DK là một cái công thức carbon thẳng, khi nó đụng cái gì nó dậy và nó bao trùm cái vật mà chúng ta muốn bảo vệ. Và như vậy thì nó làm cho cái bao của con rệp sáp á bao lại mất oxy, và mất oxy thì bản thân sinh tồn nó sẽ chui ra ngoài, nó trúng thuốc nó chết nha. Cái gì chúng ta lưu ý phải cộng DK 999 thì hiệu nghiệm nó mới cao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bệnh. Thì đối với bệnh hại trên cái chanh chúng ta có hai loại, một cái là vi khuẩn, một cái là do nấm bệnh. Trong đó chúng ta thấy rằng là bị ghẻ thì là do nấm, nhưng mà bị loét thì là do vi khuẩn. Con vi khuẩn Pseudomonas là nó có rất nhiều nha. Pseudomonas thì ít nhưng mà Pseudomonas thì nó rất là nhiều trong đất, trong không khí, nên chúng ta phải lưu ý. Thì bây giờ nói về nấm bệnh thì bệnh viện này tại sao cầm cái sản phẩm này thì mời bệnh viện hát cho các bạn, bởi vì sản phẩm này là một sản phẩm rất là đặc biệt, nó tồn tại đã rất nhiều năm, tuy nhiên nó vẫn còn hiệu lực rất là tốt, bởi vì nó là một anh bảo vệ rất trung thành. Khi mà chúng ta thấy đọt non nha, chùm hoa là lúc đó là sợ nhất là các côn trùng tấn công và nấm bệnh tấn công. Chúng ta nhớ nha, mùa nắng thì sợ con nhện, con bò trĩ, con rầy ha, nhưng mùa mưa thì chúng ta sợ nấm bệnh và vi khuẩn rất là nhiều. Thì chúng ta ngay lập tức phun cái lớp mangoxen này lên, nó bảo vệ cái chồi non, bảo vệ cái chùm bông của mình. Thanh trà này là một thanh trà bảo vệ rất là trung thành, không bao giờ cho ai xâm hại vô trong cái nhà của mình nha. Thì chúng ta nhớ, chúng ta phun sản phẩm mangoxen vào đầu vụ khi cây mình chưa có bệnh, còn có bệnh rồi mangoxen hiệu lực không có được cao. Nhưng khi mà có bệnh rồi thì ta có thuốc khác để chữa. Đây là hexaconazole, tức là amoxicillin của tập đoàn Thăng Long. Thì phẩm này, cái mẫu này cái người đang lưu hành ở Đài Loan, công ty xuất khẩu đi Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Đài Loan. Nhưng mà người nhận lấy mẫu của Đài Loan, cái gì Đài Loan theo tiêu chuẩn của Mỹ, tiêu chuẩn của nó cao hơn. Cái sifata tức là cái dung môi và những cái phục da để tạo ra cái sản phẩm này thì nó đều theo tiêu chuẩn của Mỹ hết. Và cái đó là không có dư lượng, không có chất là benzen vòng á, có thể là ẩn trong cơ thể mình ngay bệnh ung thư. Do đó là chúng ta sử dụng amoxicillin của tập đoàn rất là an toàn. Thì amoxicillin này làm nhiệm vụ gì? Ví dụ như nấm bệnh nó đã tấn công vô rồi, nó sẽ tạo ra những cái vòi như vậy nè, những cái vòi như là con bạch tuộc gì đó, bắt đầu nó ăn sâu vô cái mô và nó lan rộng ra, thì amoxicillin này sẽ chặt đứt cái vòi và không cho nó tạo nên một cái lớp màng để bảo vệ cái nấm bệnh, cái nhân của nấm bệnh, thì nấm bệnh sẽ bị khô và rụng xuống. Như vậy thì công thức sử dụng của hai sản phẩm này, đây là cặp đôi hai chị em song sinh này rất là dễ thương. Bạn mangoxen xịt trước, 5 ngày sau xịt amoxicillin, bảo đảm quý vị không bị nấm bệnh tấn công, và chúng ta lặp lại sau 15 ngày hoặc 30 ngày tùy theo cái tình hình thời tiết. Và chúng tôi xin được đưa cho quý vị rằng hai sản phẩm này là hai sản phẩm vừa rẻ vừa tốt mà chúng tôi có giới thiệu ở quầy của chúng tôi. Và chúng tôi không phải bắt quý vị phải mua những sản phẩm đắt tiền gì vậy, mà chúng tôi không giới thiệu những sản phẩm đắt tiền. Nhưng mà có nghĩa là không phải là công ty không có. Có nha, Dimitri Super. Đây, Dimitriconazole và Rodiconazole, đây là hai cái công ty cộng lại với nhau, phổ tác động rất là rộng, trị được rất nhiều thuốc. Nhưng đặc điểm đó là hơi mắc tiền. Một cái thuốc còn mắc hơn nữa là Minfator Anacetubin cộng với Dimitriconazole, hai cái gốc này cộng lại với nhau trị được 27 loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Nhưng mà một cái chai nhỏ xíu xì người ta nè, 350.000. Có một công ty khác thì họ chỉ lấy gốc ca cho đi cho biên coi, nhưng một chai họ tới 400.000. Đó. Quý vị hãy tin tưởng rằng tập đoàn An Long của chúng tôi luôn luôn đưa ra những cái công thức rất là đẹp, rất là hay, nhưng không bao giờ đưa lên cái giá cao để mà chúng ta không xài được. Thì mới thủy nghĩ rằng là khi nào mà tạp nhiễm, tức là cây của mình cùng lúc nó bệnh đủ thứ, kẻ lỡ rồi thối nhũng rồi đem đủ thứ, chúng ta phải này. À xin lỗi, rét và vi khuẩn Pseudomonas, thì chúng ta phải sử dụng siêu khuẩn. Sản phẩm siêu khuẩn là Rodofone là trị con khuẩn, còn Anacetin là phục hồi nhanh.
cho cây trồng của mình. Trong lúc này vì cả hai loại chúng ta vẫn pha được, nhưng mà không được pha hai loại thuốc chung nhau, pha hai cái loại thuốc chế vô chung, không phải pha từng ly. Cái ly này lúc này, cái ly này pha lúc này, rồi hai cái chúng ta đổ vô cái bình, một cái bình mình 25 lít á, đổ cái loại thuốc A vô trước lắc đều, rồi đổ cái loại thuốc D vô lần trước, tại vì hai cái này là muối hóa học, nếu nó tương tác trực tiếp với nhau, khả năng sinh ra nhiệt khi chúng ta mà pha hai cái loại thuốc nào với nhau, cầm cái ly mà nóng, tức là có hương gì đó, bởi vì là nó khi công thức hóa học, hai cái muối hóa học cộng lại với nhau, nó sẽ tạo ra một loại thuốc khác, cộng với lại giải phóng nhiệt, tức là chúng ta cầm cái ly nó nóng á, là thuốc mình đã tìm bị một phần tổn thương trong vấn đề chúng ta tập trung với nhau. Rồi cây chanh mình có tình trạng nứt thân xì mũ. Nứt thân xì mũ là một trong những cái bệnh rất là nguy hiểm làm cho cây mình chết nhanh nhất. Ví dụ cái nhánh nào nứt thân xì mũ, chúng ta để một thời gian cái nhánh nó sẽ chết liền. Thì mũ tức là dinh dưỡng của cây trồng, nó giống như cái máu trong cơ thể mình đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng Rimin. Chúng ta thấy sự có mặt của mình sẽ là ngăn chặn cái sự tấn công tiếp tục của nấm bệnh. Rồi Metalaxin là ngăn ngừa cái sự mờ chảy mũ ra. Sản phẩm này được người bán cho rất nhiều trên cây cao su, mà người ta chúng ta thấy cái miệng cạo cao su không, nó bị lép tất nhiên là mũ nó sẽ chảy ngược ra ngoài, nó không theo cái dòng chảy để vô cái chén. Thì là khi đó nó chuyện thấy là không phải sạch đâu nha, mà quậy lên và để cọ quét 3 ngày sau khô mặt liền đó. Nên cái chân mình nứt tâm xì mũ chúng ta thấy nặng quá thì chúng ta sẽ quậy hút quét luôn nha, còn không thì chúng ta phun ngừa đừng để nó tâm xì mũ bị chết cây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua thuốc sinh học. Tại sao Bích Thủy nói về thuốc sinh học? Bởi vì đó là xu hướng của thời đại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký bộ thuốc sinh học. Thì Bích Thủy đã đăng ký bộ thuốc sinh học rất là nhiều, trong đó có thuốc sâu. Xin mời chị Phượng với sản phẩm Golden của tập đoàn An Nông. Golden hàng chính gốc, thuốc sinh học diệt sâu, cho trái rau trúng mùa, con khỏi lo nữa nè. Tên thuốc là gốc gân, tiêu diệt tất cả loài sâu. Các bạn ơi, các bạn xin lỗi, mình xin được nói sơ về cái bệnh trong đây. Truyền thấy còn cái bệnh là dạng lá thôi, để dạng lá có thể chúng ta có thể dùng anisacetin tưới gốc nha cái gì. Và tất cả những sản phẩm nào mà liên quan đến đất thì chúng ta sẽ cùng sử dụng phân HKC hoặc NK để cải tạo đất. Rồi bệnh bồ hóng là bồ hóng dễ trị lắm cái gì. Hexaconazole là đã thử được rồi. Thắng thư cũng vậy. Thắng thư trên thoại là người ta sử dụng hexaconazole không? Nên khi chúng ta xịt mango để bao cái trái lại, bao cái khu vực mà chúng ta muốn bảo vệ lại, và tiếp theo xịt hexaconazole này là chúng ta đã bảo vệ rất nhiều những cái tác hại gây hại cho cây trồng của mình. Trở lại với thuốc sinh học thì Bích Thủy sẽ được nói là azadizatin này là chất xuất từ cây nghiêm son đào của Ấn Độ. Sản phẩm này rất là tốt và có thể nói diệt trừ hết tất cả loài sâu, bởi vì nó tác động lên hệ thần kinh của con sâu, và hệ thần kinh là hệ điều hành hết cả cơ thể, điều hành hệ bài tiết là không thải độc ra ngoài được, điều hành hệ vận động là nó không di chuyển được nữa, điều hành hệ tiêu hóa là không ăn được, và điều hành thì tim mạch như là rối loạn tim mạch, và nó sẽ chết sau từ 3 đến 5 ngày. Nên bà con chúng ta sử dụng loại thuốc này rất là lo lắng. Ủa sao tôi sợ, tôi thấy sâu nó còn đó, nó còn nhưng mà nó không còn khả năng phá nữa. Và để tránh cái tình trạng mà con lo lắng, bất kỳ nó còn thêm cái habanectin. Habanectin cơ chế tác động giống như là thuốc hóa học, à chúng vào nó sẽ dễ chết, hoặc là ăn vào con sâu nó sẽ bị ngưng hoạt động. Thì hai cái này cộng lại với nhau thì nó tác động tới 3 hướng bị độc tiếp xúc và tác động vô hệ thần kinh của con sâu. Đây là một sản phẩm rất là tốt mà là thuốc sinh học. Thuốc sinh học nha bà con. Như vậy chúng ta không sợ thời gian cách ly gì, thời gian cách ly có 3 ngày. Chúng ta phun xong rồi, ví dụ như chúng ta bắt đầu chuẩn bị thu hoạch, trong này chúng ta đóng gói thu hoạch, đóng gói giao hàng là đã hết thời gian cách ly. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói qua đây là Abanitin, là cái thuốc mà mấy chấm Bích Thủy có 3.6 đang bán ra, là cái gốc này, cái nồng độ này là nó vừa phải. Nếu chúng ta xài 5.5 thì nó hơi cao, nhưng mà 1.6 thì nó quá thấp, nên 3.6 là mình thấy là vừa phải nhất mà nó đưa ra thị trường. Và chúng ta lưu ý đây là 400, cái độ nhớ của nó tới 400 là nha. Như vậy thì nó sẽ bám cho cây mình tốt hơn, và nó giúp cho cái việc mà sản phẩm này nó giúp cho cái việc mà diệt sâu nó nhanh hơn vì cái độ bám dính của nó cao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua thuốc trừ nấm bệnh sinh học. Trừ nấm bệnh sinh học thì có sản phẩm Piano. Đây là một sản phẩm rất là đặc biệt,
không cần về nhà cách ly luôn, bởi vì Orenon đã được dùng trong nha khoa để chữa răng. Ai đi chữa răng mà bị tiết tủy không bao giờ, chúng ta thấy nha sĩ người trám liền và người ta sẽ kết một cái loại bột màu trắng cộng với Orenon, kết vô chúng ta nghe mùi thơm thơm, the the và hơi cay cay, thì đó là Orenon, và đưa qua để xử lý bên bảo vệ thực vật thì nó chỉ bị được nấm và khuẩn, khử nấm và khuẩn. Và đây là sản phẩm chúng ta sử dụng ở giai đoạn cuối. Chúng ta nhớ nha, Mancozeb 7 ngày cách ly, Hexaconazole 7 ngày cách ly, còn cái Orenon không cần thời gian cách ly luôn. Và sản phẩm này đặc biệt là quý vị sử dụng một cái điều lý rất hay trong vở tuồng Tô Ánh Nguyệt. Các bạn coi Tô Ánh Nguyệt rồi đúng không? Vở tuồng rất là hay, quý vị coi rất là cảm động. Dạ hả chú? Trời ơi! Anh có biết cái vở tuồng Tô Ánh Nguyệt hay với ai đóng không? Tôi hát dài Bình Dương. Trời ơi! Tự tin ghê! Bích Thủy hát dài Lệ Thủy. Trời ơi! Thôi, chị Lệ Thủy là đại sư phụ rồi, hát không bằng. Thôi bây giờ vậy, mình không có tiền mời anh Bình Dương, chị Lệ Thủy. Thôi bây giờ Khánh Tuấn với Bích Thủy hát. Quý vị ơi, cho chàng có tay hát liền nha. Cái đoạn mà chị Thủy á, ẩm đứa con của con đâu rồi, thằng con đâu rồi. Thằng con, ẩm đứa con vô, tiền con đi Gia Lô nha. Bắt đầu chị Thủy ẩm đứa con vô đưa cho anh Minh Dương, tức là chị Nguyễn đưa cho anh Minh. Anh Minh nhìn thấy con ghệ mình còn đẹp trai quá, ô ghệ mình đẹp giá quá ha, nhưng mà đâu có dám nhúc nhích, con vợ đứng trong buồn nè, đúng không? Con vợ đừng có nhét con dao phai ở trong bụng á. Trời ơi, trùng tối việc làm gì có nhét con dao phai, cái con vợ cũng dễ thương lắm, nhưng mà hơi dữ chút xíu ơi. Tôi đi chung đoàn tôi thấy ông đạo cụ đưa dao cho bả nhét ở trong bụng á. Cánh Tuấn phải đâu có vợ, cái đi bộ bị vợ chém vô nha. Nên bây giờ bị ám ảnh con dao quai. Thôi bây giờ để bây giờ mình làm nhanh nha. Bây giờ cái điều lý đó á, nguyên bản là vậy nè. Bắt đầu chị Nguyễn ẩm cái bé vô, bắt đầu anh mình đứng từ xa, cất giọng hát. Có nhớ gì đâu. Trời ơi, tôi chưa hát một khối nữa, chịu nổi không? Không phải, bữa này là Minh Dương vô biển hoa lao. Vậy đi rồi, chưa coi Tô Ánh Nguyệt rồi, hỏi gì coi, chị coi Tô Ánh Nguyệt rồi đúng không? Cái đoạn này là còn trẻ chứ có hoa lao, còn đẹp lắm. Cái lúc đoạn mà hoa lao là về chiều rồi. Cái đoạn đi kiếm chị Nguyệt mới ngon. Còn bây giờ, bắt đầu chị Nguyệt vô hầm đứa con. Anh Minh từ xa cất giọng hát. Em đứng đứng kế bên anh, không nói một lời, rừng rừng nước mắt. Hoàng hôn ngơ ngác trong tim, khô héo môi cười, đôi mắt quần thâm. Lặng giữa trong tim, anh giống thể phủ tình. Lấy sầu rơi như từng cơn mưa tưới vào lòng anh, những giọt sầu thương muộn khóc nữa đi em, để cho anh dỗ dành lần sau cuối đời. Đi không? Ẩm đứa con. Trong tổ Tô Ánh Nguyệt đâu có cái câu này đâu. Chắc tôi ca hết câu thần tượng tôi đi hoảng hết kêu. Thần tượng ông là ai? Trong tổ Tô Ánh Nguyệt không có câu này. Thần tượng của tôi là ông Út nhà ôn. Ai mà gọi tớ tí tôi vậy hả? Có quỷ gì? Có quỷ phụ đó. Trời đất ơi vậy. Làm gì mà tôi đứng trong tôi nghe ai gọi ông Út nhà ôn tí. Út nhà ôn là ông nhà tôi. Thiệt không? Ông già đưa tôi trước khi chết cho tôi bốn ba căn nhà. Gái ruột đó. Ba căn nhà. Ông già tôi cho tôi có căn gì ta? Ba căn nhà bán được nhiêu? Ba căn nhà bán được 6 tỷ. 6 tỷ vô 6 tỷ thôi. Nhưng mà ở dưới cái dòng mà ghi chú ông nói là ba cho con ba căn nhà. Bán được 6 tỷ. Bán được 6 tỷ nhưng mà ba bắt đầu là chín 10 tỷ trả lời 4 tỷ. Đừng có nói xấu tiếng tôi nghe. Đừng có nói xấu tiếng. Không nói gì hả cô, ông vậy bóp cổ ông bây giờ đó. Ngày nào ông cũng ngồi bên đầu giường ủng hộ tôi với chân. Thôi bây giờ nghe. Bây giờ ông nói thần tượng ông nấu cho ông vậy chứ anh biết. Bác Út cho ông hát bài gì nổi tiếng nhất ở miền Tây mà không? Em với anh này đi hát cái câu kê bài anh biết bài gì anh? Ở đi chứ. Bắn chiếu rồi. Còn thì em biết hết trường. Em hiểu cho nên bắn chiếu. Bây giờ đi hát không? Hát được. Hát thử coi. Nghe nè. Kẻ yêu Cà Mau những giấc
dòng kinh ngã bảy chị Phượng, có nói bảy con thiệt không chị Phượng? Chắc chắn rồi. Trời ơi, tự nhiên hát con kinh ngã không dừng lại, cái ông nói bảy cô gái không? Không 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 làm vậy, ta tưởng không phải có bảy bồ á. Anh em, ông có nghĩ là bảy bồ á? Tôi đặt con gái cho bảy bồ đó, bảy bồ. Ông đó bảy nè, ông đó. Thôi nè, bây giờ nghe hồn cũng về, cút cho hồn hát nè. Chị Phượng hát nguyên bản chị Phượng. Hát cho cô nha, cho cô nha. Kia chiếu cờ mau đã cắm sao trên bờ kinh ngã bài, sao con gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Chớ cổng nhà cô khép kín từ lâu rồi, tôi với tôi kêu ông từ dưới ghe lên sông này. Sản phẩm piano theo điệu Lý Ba Tri Tô Ánh Nguyệt. Ta nhớ thương tốt piano nâng sáng không thừa, thuốc cùng trăm trai piano thuốc tốt cho cây, thu sinh học không còn lưu trong nước và đất đâu, mong giá cao xuất khẩu cho dân mình ăn. Chị Phượng ơi, thay mặt chị hát giùm em một cái điều lý kế mơ mà bao gồm ba loại phân bón của mình là O nè, em kia AC và cứng cây. Dạ, ba sản phẩm nha. Dùng bón em làm quả đậu trái, chống rụng trái non, đất trồng tươi xấu vì nhiều có ghen ghi, thì vườn rau tốt lúa sai và cứng cây trái giòn ngọt ngon, phần bóng của an nồng giúp lúa vàng đồng rau trái bội thu. Ba loại phân bón trong điều lý cô Phượng vừa hát, chúng ta sẽ thấy thứ nhất là bo, với sự có mặt của bo, bo sẽ giúp cho cây trồng của mình đậu trái tốt. Chúng ta phun vào giai đoạn nụ để có nhiều phấn để đậu trái tốt, và sau khi trái định hình chúng ta phun lần lần để chống rụng trái non. Genki dùng để cải tạo đất, vì chúng ta là một vườn cây lâu năm không thể cải tới được, và chúng ta sẽ chôn Genki hoặc là AKC ra cùng một công thức quanh cái gốc cây và tưới nước từ từ, nó sẽ giúp cho đất tơi xốp, nâng cao độ pH và giữ ẩm cho cây trồng. Cuối cùng là cứng cây với bốn gốc kali là một chất để tạo nên cái chất lượng của cây trồng ở cuối vụ. Canxi là cứng chắc làm cho chất mình không bị dập và cũng như là nó giòn ngọt nước. Giòn và nhiều nước. Tiếp theo là silic là giữ nước cho cây trồng mình. Chúng ta có silic thì cái răng mình sẽ nhiều nước nha. Giữ nước, đóng mở cái lỗ khí hồng rất là tốt và đưa oxy xuống để cuối cùng tiếp tục sang giúp cho cây mình kháng lại với những cái bệnh tật. Và đó là ba sản phẩm chúng ta nhớ sử dụng cho cây chanh thì rất là tốt. Cái quý vị Bích Thủy, Khánh Tuấn và chị Đức Phượng đã đưa đến quý vị một bài giới thiệu về sản phẩm của tập đoàn An Long. Nếu quý vị còn thắc mắc, hãy liên hệ với Bích Thủy số điện thoại 0934779900, hoặc quý vị có thể lên trên đài truyền hình hoặc mở đài truyền hình xem vào sáng chủ nhật 8 giờ tuần thì Bích Thủy làm ở tỉnh Tiền Giang, một tuần làm ở Long An, và sẽ gửi mọi trực tiếp để có nhận những phần quà của chương trình. Và một lần nữa Bích Thủy sẽ mặt đoàn nghề tình cảm Bắc Sơn trực thuộc tập đoàn Long gửi đến quý vị lời chào trân trọng buổi sáng ngày hôm nay.